Sáng nay mùng 2 tháng 12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới dự, tham gia đoàn chủ tịch điều hành đại hội. Tham dự đại hội còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương và địa phương, thực hiện nhiệm vụ do Đại hội 12 của Công đoàn Việt Nam đề ra. Với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, các cấp công đoàn tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của tình hình thực tiễn. Có những mô hình mới, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa được đoàn viên, người lao động cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động ghi nhận. Tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên người lao động, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển và đổi mới đất nước, thực sự là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị xã hội vững chắc của Đảng, nhà nước ta.